Hello, xin chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube How to Review của mình. Hôm nay thì mình sẽ review cho các bạn một đôi giày thể thao của Adidas. Đôi giày này có tên là Bone HD. Mình mua đôi này cũng được nửa năm rồi. Đi cũng khá là thích. Giá của em này là 2.450.000. Mình nhớ không nhầm gì là thế. Mình nói thật các bạn, mình đi nửa năm rồi mình chưa giặt này nào. Đi cũng khá là êm. Đôi này mình hay đeo để đi chạy tập thể dục với đi tập gym cũng được. Trong đôi giày này họ sẽ cho kèm một cái tấm lót chân để đỡ bẩn giày bên trong, và các bạn tháo ra cũng rất là tiện. Đây. Hoặc các bạn nào có thích thì có thể mua lót bên ngoài cũng được, nhưng mình thấy cái lót này dùng cũng được, cũng ok. Đây. Đế thì loại này đế thì siêu êm mà, dòng bốt mà. Đó. Đây là loại giày xỏ nhé, chứ không phải là loại giày đeo như ngày xưa. Cái này này, cái cổ chân này rất là co giãn nên là đeo rất là dễ, mà nó cũng rất là ôm chân luôn đó. Ba vạch trắng huyền thoại của Adidas. Ba vạch trắng này mình nhớ không nhầm, cái ông sáng tạo ra cái hãng này ấy, founder, ông ấy dùng ba ngón tay ông quẹt ba vạch sơn lên như này ra được cái vạch này. Đó. Ở đây có cái viền đỏ rất là đẹp, đỏ đen kết hợp với nhau rất là đẹp. Mà đôi này tuy là màu đen nên nó hơi kiểu nhám nhám màu màu xám một chút, nên là đeo nó vẫn rất là sạch sẽ, nó không bị bẩn đó. Đây để mình đeo cho các bạn xem. Này. Mình quên không lấy tất ra đây rồi, đeo tạm cho các bạn xem thôi. Đó. Rất là chất, rất là chất chơi, rất là ngầu lòi luôn. Đồ này con trai đeo cũng được, con gái đeo cũng được. Đó. Các bạn thấy ngầu chưa các bạn? Ngầu vãi lìn luôn.